Nga-Trung tăng cường hợp tác quân sự khiến Mỹ lo sốt vó. Quốc hội Mỹ công khai hồ sơ thuế, ông Trump cảnh báo điều khủng khiếp. Hoang mang tưởng đĩa bay vì Hàn Quốc thử tên lửa không báo trước. Ronaldo ký 2 năm với Anas, cổ động viên mỉa mai, sự nghiệp Ronaldo đã kết thúc. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế của Hoàng Châu Channel. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những tin tức, sự kiện chính nổi bật trên thế giới trong 24 giờ qua. Nga-Trung tăng cường hợp tác quân sự khiến Mỹ lo sốt vó. Tổng thống Vladimir Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng mối quan hệ của Nga với Trung Quốc hiện tốt nhất trong lịch sử, đồng thời cho biết Moscow sẽ tìm cách tăng cường hợp tác quân sự với Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận trực tuyến hôm 30 tháng 12 và ông Putin nói rằng ông ấy hy vọng ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow vào năm 2023. Nếu chuyến thăm diễn ra, điều đó sẽ thể hiện tình đoàn kết công khai của Bắc Kinh trong bối cảnh Moscow bị phương Tây trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine. Trong phần phát biểu, ông Putin nói, "Chúng tôi đang mong đợi ông, thưa Chủ tịch thân mến, người bạn thân mến. Chúng tôi đang mong đợi ông vào mùa xuân tới trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow." Lãnh đạo Nga cho rằng chuyến thăm sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng sự gần gũi trong quan hệ Nga-Trung. Trong bài phát biểu khoảng 8 phút, ông Putin cho biết quan hệ Nga-Trung Quốc đang ngày càng trở nên quan trọng như một yếu tố ổn định và ông muốn tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Đáp lại, ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga trong bối cảnh mà ông gọi là tình hình khó khăn trên thế giới nói chung. Đầu tháng này, Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung, hành động được người đứng đầu quân đội Nga mô tả là sự phản ứng đối với động thái quân sự hung hăng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin về cuộc điện đàm rằng ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc nhận thấy Nga chưa bao giờ từ chối giải quyết xung đột thông qua đàm phán, ngoại giao, điều mà Trung Quốc đánh giá cao. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với ông Putin, con đường dẫn đến đàm phán hòa bình về Ukraine sẽ không suôn sẻ và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì lập trường khách quan và công bằng về vấn đề này, theo CCTV. Ông Tập cho hay, Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với Nga và tất cả lực lượng tiến bộ trên thế giới phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của cả hai nước cũng như công lý quốc tế. Phản ứng về cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30 tháng 12 bày tỏ lo ngại về sự hợp tác của Trung Quốc với Nga. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Bắc Kinh tuyên bố trung lập nhưng hành động của họ cho thấy rõ ràng họ vẫn đang đầu tư vào các mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Theo người phát ngôn, Washington đang giám sát chặt chẽ hoạt động của Bắc Kinh. Hồi tuần trước, ông Putin đã khánh thành một mỏ khí đốt ở phía đông Siberia. Điều này sẽ cho phép Nga tăng cường xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc khi phương Tây tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào Moscow. Trung Quốc và Nga đã xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây, điều mà hai bên gọi là mối quan hệ không giới hạn, đối trọng với vị thế trên toàn cầu của Mỹ. Tin tức tiếp theo, Quốc hội Mỹ công khai hồ sơ thuế, ông Trump cảnh báo điều khủng khiếp. Theo CNN, cách đây chỉ vài tuần, Ủy ban Cách thức và Phương tiện thuộc Hạ viện Mỹ dưới sự lãnh đạo của phe Dân chủ mới được phép tiếp cận các tờ khai thuế trong giai đoạn 2015-2020 của ông Trump sau vụ tranh chấp pháp lý dai dẳng đòi hỏi sự phân xử của tòa án tối cao. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, ông Trump đã từ chối công khai hồ sơ thuế cá nhân, đồng thời tìm mọi cách ngăn chặn việc đó. Tuần trước, Ủy ban Cách thức và Phương tiện đã bỏ phiếu phê chuẩn việc công bố tài liệu nói trên, song họ buộc phải trì hoãn việc này đến ngày 30 tháng 12 để nhà chức trách có thời gian biên tập loại bỏ các thông tin cá nhân nhạy cảm, ví dụ như số an sinh xã hội. Theo AP, động thái mới diễn ra chỉ vài ngày trước khi Đảng Cộng hòa của ông Trump dự kiến lên nắm quyền tại Hạ viện nhờ giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này từ tay Đảng Dân chủ sau bầu cử giữa kỳ ngày 8 tháng 11. Phe đối lập hy vọng việc công bố hồ sơ thuế có thể tiết lộ những bí mật tài chính của ông Trump đã cố gắng che đậy. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai chính trị của cựu Tổng thống, người đã khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024. Đáp trả, ông Trump ngày 30 tháng 12 đã cho trình làng một đoạn video vận động tranh cử, cáo buộc động thái trên của Ủy ban thuộc Hạ viện là sự lạm dụng quyền lực thái quá, vi phạm hiến pháp. Các chính khách Cộng hòa khác như Hạ nghị sĩ Kevin Brady cũng chỉ trích nỗ lực của phe Dân chủ là một vũ khí chính trị nguy hiểm mới, không chỉ ảnh hưởng đến cựu Tổng thống mà còn lật đổ hàng thập kỷ bảo vệ quyền riêng tư cho những người Mỹ bình thường vốn đã tồn tại kể từ cuộc cải cách Watergate. Đến ngày 31 tháng 12, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Ủy ban Tài chính Hạ viện công bố hồ sơ thuế của ông, cảnh báo động thái này sẽ dẫn đến điều khủng khiếp với nhiều người. Đảng Dân chủ lẽ ra không nên làm như vậy, tòa án tối cao lẽ ra không nên phê chuẩn điều đó, nó sẽ dẫn đến những điều khủng khiếp cho rất nhiều người. Sự chia rẽ của nước Mỹ giờ đây sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.
Ông Trump cáo buộc phe Dân Chủ vũ khí hóa mọi thứ, đồng thời khẳng định hồ sơ thuế của ông do Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ công bố hôm 30 tháng 12 một lần nữa đã chứng minh cựu Tổng thống đã thành công ra sao. Hồ sơ thuế của Trump một lần nữa chứng minh tôi thành công đáng tự hào ra sao, cũng cách tôi có thể tận dụng khấu hao. Và nhiều khoản khấu trừ thuế khác làm động lực để tạo ra hàng nghìn việc làm cũng như các doanh nghiệp và công trình đáng ngưỡng mộ, cựu Tổng thống Mỹ cho biết. Tài liệu được Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ công bố ngày 30 tháng 12 gồm gần 6.000 trang, trong số này có hơn 2.700 trang liên quan đến tờ khai cá nhân của ông Trump và vợ, cùng hơn 3.000 trang liên quan đến tờ khai của các đơn vị kinh doanh mà cựu Tổng thống sở hữu. Quyết định công bố hồ sơ thuế của ông Trump được đánh giá là bất thường khi còn vài ngày nữa là Đảng Cộng sản sẽ kiểm soát Hạ viện Mỹ. Động thái này cũng được nhận định là đòn giáng mới nhất nhằm vào ông Trump khi cựu Tổng thống đang đối mặt với loạt vấn đề pháp lý và đã tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Ông Trump là ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên trong nhiều thập kỷ không công bố hồ sơ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tranh cử. Ông luôn tìm cách giữ kín hồ sơ này, nhưng Tòa án Tối cao Mỹ tháng 11 đã ra phán quyết yêu cầu Bộ Tài chính cung cấp thông tin cho Ủy ban Tài chính Hạ viện. Tin tức tiếp theo, hoang mang tưởng đĩa bay vì Hàn Quốc thử tên lửa không báo trước. Cuộc thử tên lửa nhiên liệu rắn của Hàn Quốc không thông báo trước vì các vấn đề an ninh quân sự nhạy cảm khiến nhiều người dân hoang mang. Hãng AP ngày 31 tháng 12 đưa tin quân đội Hàn Quốc xác nhận đã thử tên lửa nhiên liệu rắn vào một ngày trước đó, sau khi cuộc thử không báo trước khiến người dân hoang mang và còn cho rằng đó là đĩa bay của người ngoài hành tinh hay một cuộc phóng tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra thông cáo cho hay cuộc phóng này nằm trong kế hoạch xây dựng năng lực do thám tử không gian và củng cố thế trận quốc phòng. Cơ quan này không thông báo trước với người dân vì cuộc phóng liên quan đến những vấn đề an ninh quân sự nhạy cảm. Một vệt khói xoắn trắng và đỏ kéo dài sau một điểm sáng rực xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc vào tối ngày 30 tháng 10. Mạng xã hội Hàn Quốc và các trang tràn ngập tin của người dân sau khi chứng kiến hiện tượng bí ẩn. Một số cư dân mạng còn đăng ảnh và phim. Đây là gì? Có phải đĩa bay không? Một người đăng lên Twitter hỏi. Một người khác nghi ngờ rằng đó là tên lửa của Triều Tiên và lo ngại chiến tranh. Còn tài khoản khác lại cho rằng đó là gián điệp Triều Tiên hoạt động tại Trung Quốc gửi tín hiệu về miền Bắc. Thậm chí có người còn cho rằng đó là một hiện tượng siêu nhiên. Các cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp và cảnh sát Hàn Quốc đã nhận được hàng trăm cuộc gọi của người dân cho hay họ chứng kiến vật thể bay đáng ngờ và vệt sáng bí ẩn trên trời. Cuộc phóng tên lửa của Hàn Quốc diễn ra 4 ngày sau khi giới chức nước này cáo buộc Triều Tiên điều 5 máy bay không người lái UAV bay qua giới tuyến lần đầu tiên trong 5 năm qua. Quân đội Hàn Quốc phát hiện nhưng đã không bắn hạ được chúng, dẫn đến lo ngại về mạng lưới phòng không. Quân đội nước này sau đó đã xin lỗi. Giới chức Hàn Quốc cho hay họ định dùng tên lửa nhiên liệu rắn để đưa vệ tinh do thám đầu tiên của nước này lên quỹ đạo. Hồi tháng 3, Hàn Quốc đã lần đầu tiên phóng thành công một tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa nhiên liệu rắn rút ngắn thời gian phóng, có cấu trúc đơn giản và chi phí phát triển, sản xuất thấp hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng, theo giới chức Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận cuộc phóng hôm 30 tháng 12 là hoạt động tiếp nối cuộc phóng hồi tháng 3. Chuyển sang tin tức thể thao, Ronaldo ký 2 năm với Al Nassr, cổ động viên mỉa mai, sự nghiệp Ronaldo đã kết thúc. Tiền đạo 37 tuổi Cristiano Ronaldo đã ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Al Nassr ở giải vô địch Arab Saudi. Hình ảnh được công bố trên tài khoản của câu lạc bộ Al Nassr vào sáng ngày 31 tháng 12 cho thấy Ronaldo đã cầm áo số 7 màu vàng xanh cùng đại diện của đội bóng. Tờ Al Rabiza của Saudi Arabia cho biết thêm rằng hợp đồng giữa hai bên đã ký và chuẩn bị được công bố. Ronaldo đã hoàn tất một phần cuộc kiểm tra y tế, đủ điều kiện để ký hợp đồng. Phần kiểm tra còn lại anh sẽ thực hiện trong tuần sau. Al Nassr dự kiến công bố hợp đồng sau trận gặp Al Khali tối nay. Đội bóng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đón Ronaldo như một ngôi nhà cho anh và gia đình trong khu đất đỏ gần sân tập của đội thuộc khu Al Muhammadiyah ở thủ đô Riyadh. Tiền đạo ghi nhiều bàn nhất lịch sử sẽ nhận lương 75 triệu USD mỗi năm ở Al Nassr. Mức lương tuần của anh hơn 1 triệu USD, chưa kể tiền bán bản quyền hình ảnh. Ronaldo sẽ nhận một vai trò trong chiến dịch giúp Saudi Arabia đăng cai World Cup năm 2030. Ronaldo dự kiến sẽ có quyền chọn huấn luyện viên cho đội bóng khi Rudy Garcia đã dẫn dắt Al Nassr. Họ đang đứng thứ hai giải vô địch Arab Saudi với 23 điểm qua 10 trận. Al Nassr cần vô địch Pro League hoặc đoạt King Cup mùa này để giành suất dự AFC Champions League năm 2023-2024. Sau khi đội bóng Saudi Arabia công bố thương vụ Ronaldo rạng sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ Hà Nội, các cổ động viên đã bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Một tài khoản viết, có thể nói sự nghiệp của Ronaldo chính thức khép lại. Cổ động viên khác bình luận, Ronaldo đã gia nhập một trong những đội bóng tệ nhất ở Saudi Arabia. Cổ động viên khác tên Kaysa chia sẻ, Ronaldo đến Saudi Arabia, mọi thứ đã khép lại. Anh ấy thấy tức giận vì những gì xảy ra tại MU, từ chối thi đấu hay ngồi dự bị và không chấp hành quy định tại câu lạc bộ. Sau đó, Ronaldo còn tự ý rời đội mà không xin phép, rồi thực hiện cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Ronaldo thất bại ở World Cup
khi chẳng đóng góp được gì cho đội tuyển và bây giờ có lẽ sự nghiệp của anh ấy chấm dứt. Người thứ ba nêu ý kiến, Ronaldo cuối cùng cũng đã chấp nhận sự nghiệp của anh đã kết thúc, nhưng liệu fan của Ronaldo có chấp nhận sự thật này không? Trên đây là những tin tức quốc tế nổi bật nhất trong 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các quý vị. Chúng tôi là Hoàng Châu Channel. Mọi người đừng quên like, share, ấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi, nhanh nhất trong ngày. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!